Đấy, các bác thân mến, hôm nay em review cái đôi chim đang tầm bón, cho các bác nhé. Thì ra cái dòng này thì rất là hay bởi vì nó lên khách. Đấy, thì em báo giá công khai là đôi này là 800k, là bộ to, âm tốt. Đấy. Đây, em xuống ổ đấy, đúng tầm bón luôn, chân này không nỗi tật gì nhá, chân không nỗi tật gì luôn. Đấy. Bộ rất to, phần rất là đẹp luôn này. Đấy. Đấy, thì đây là một em đúng cái tầm nông măng. Đấy. Đúng tầm nông măng luôn, chân cẳng không vấn đề gì nha. Đấy. Đôi nguyên bản luôn. Đôi nguyên bản, con này là con đực này, con này con đực này các bác nhé. Đấy. Chân này, chân không nỗi tật gì luôn nhé. Đấy. Chân không nỗi tật gì. Dòng này thì các bác thấy là gì, rất là ok luôn đúng không? Đấy. Hôm nay em đang quay cái clip này là ngày 18 tháng 3. Đấy. 18 tháng 3. Cái đôi này đôi bố mẹ rất là hay. Đấy. Đấy. Em để nó vào đây cho nó ấm. Thực ra là chim mà chúng ta nuôi, chúng ta để vào đây cho nó ấm này. Đấy. Ấm lắm. Đấy. Tông này là tông hay, nên em báo giá cũng công khai. Anh em nào mà muốn tìm được những cái đôi chim mà để nuôi đỡ mất thời gian thì các bác nên tìm những cái đôi chim như này, bộ to phấn hồng. Đấy, kênh của em đây, thông tin đây, số Zalo, những số điện thoại của em là 0335305982. Em cũng đăng ngắn gọn rồi, tại cái thời điểm này là lúc đây mấy giờ đây, 4 giờ chiều, 4 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2021 các bạn nhé. Đấy. Bón cho nó thuần. Đây có một con này gáy rồi này, để đây cho nó ấm. Con này gáy rồi nhá, con này gáy rồi các bạn nhé, âm của nó âm rất hay. Con này em để cho các bác là 800k thôi. Bác nào mới chơi thì tìm hiểu con này cũng được. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.